giới thiệu anh em những món độ ở trên VF3 của mình nha. Đây là cái chiếc xe mà mình chuột mạnh rất là nhiều thứ, đang dần hoàn thiện rồi. Thì như anh em nhìn thấy ở đây là cái hệ thống âm thanh ở cái hàng ghế đằng sau đã được bỏ đi này, với một con loa ở giữa là loa siêu trầm, đánh trầm cực kỳ mạnh luôn. Và hệ thống âm thanh mình dùng ở đây là hệ thống âm thanh là Reebok. Đó, nó sẽ có một con DSP ở giữa này, cực kỳ phê luôn, tụ bù âm thanh này. Và ở trên này có con DSP này, nó sẽ kéo toàn bộ loa cánh và loa mid bên trên. Đó, chơi âm thanh với con này thì cực kỳ phê luôn. Và hệ thống đèn LED rất là đẹp. Đấy anh em thấy không? Với một cái hệ thống âm thanh 3 way kết hợp với một quả loa trầm, và cái ngân sách nó gần là 100 triệu. Có cả chống ồn toàn bộ cái chiếc xe này. Thì xin mời anh em chúng ta sẽ trải nghiệm tại 170 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Chiếc xe này là cơ bản hoàn thành rồi. Còn bên cạnh đó là hệ thống đèn hậu được độ lại LED rất là đẹp, và có cá nhân hóa logo của Trung Auto trong này luôn. Anh em thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Và ở bên trên này thì vẫn đang rất là bung bét luôn. Ví dụ như là đồng hồ Odo này thì bên mình đang độ rồi, chế rồi, dành cho VF3 là zin luôn rồi. Đó. Rồi thì tiếp tục là cam 360 trên này là cũng đã được nâng cấp xong rồi. Cam 360 trên này zin cho VF3 luôn. Zin 100% cho VF3. Khi mà anh em lắp ấy thì toàn bộ là cảm giác zin. Và có thêm cả biến màn zin thành màn Android này. Có thể sử dụng là CarPlay. Đấy. Vì màn hình VF3 là chưa có CarPlay, nhưng con này khi mà anh em lắp thêm là có luôn CarPlay nha. CarPlay không dây nha anh em. Đó. Rồi ở trên chiếc xe này thì mình có nâng cấp thêm toàn bộ là gọi là trần sao băng sao rơi. Trần này thì mình cho anh em đổi thành màu đen để cái trần sao băng giống Rolls Royce này nó đẹp hơn. Đấy. Và ở đây thì anh em nhìn thấy này, đây mình có lắp thêm một cái camera hành trình U Tour. Con này là cảnh báo tiền va chạm giống với F8. Đây, đang dán ở đây. Đó, đang dán ở đây nha. Rồi bên cạnh này là hệ thống loa 3 way. Đấy, 3 way thì nó sẽ có một mid này, một chép, một mid. Đấy. Ở đây là một gọi là mid chép ở đây. Bên dưới loa cánh thì mình đã phải nâng cấp, gọi là thay đổi để cái loa nó to hơn, vì loa cánh nguyên bản nó hơi bè anh em ạ. Đấy, và ở đây thì mình đổi thành màu vàng để nó tông xẹt tông với cả là tay nắm. Với cái ghế này thì cái màu này mình đang sử dụng cái màu gọi là vàng, hơi vàng bò một chút. Đó. Và bên dưới này thảm sàn các thứ của Lavo rất là đẹp luôn. Đấy thì toàn bộ ở đây cũng có thêm những cái led nội thất này. Đó, rất là đẹp luôn. Thì vẫn là trong quá trình hoàn thiện thôi anh em ơi. Ở cái nóc này thì dán bằng nóc đen này. Ở đây thì mình đang làm thêm cái giá nữa, cái giá màu đen thì đang sơn anh em ạ. Đó, và ở đây thì có thêm một bộ này, cửa hít. Bởi vì cái cửa này nó cũng khá là to, nên mỗi lần đóng lại thì nó sẽ kêu cái rầm. Đấy. Ở đây thì mình sẽ cho mấy cái bộ ốp vào hoặc là cái mâm vào. Tuy nhiên ở đây thì mình đang để tạm ra. Cái này thì nó rất là đơn giản. Phía đằng trước này ấy, thì mình đã độ đôi đèn ở bên trong này, và có khắc cả kiểu như là Trung Auto các thứ trong này. Và bên trên có led, tuy nhiên là hiện tại mình chưa bật này. Ở trong này là có led hết. Đấy. Rồi thì phần bên dưới là bi gầm. Đấy, bi gầm, và có cả gọi là cảm biến. Đấy. Để giúp cho chiếc xe này nó an toàn hơn, đi lại nó dễ dàng hơn. Nếu mà anh em đang độ những cái chiếc xe VF3 này, có nhu cầu độ VF3 thì hãy qua bên mình nha. Là chiếc xe này mình làm khá là nhiều món để anh em có thể trải nghiệm thực tế. Đấy, như là dán phim này, dán BVF này. Đấy, thì anh em có nhu cầu liên hệ cho Trung Auto nhá.